Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Đây là kênh dành cho những bạn, những mẹ nào tìm hiểu các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé. Và trong video ngày hôm nay thì kênh Mẹ Bé Thủy Thảo sẽ chia sẻ lên cho các mẹ bỉm sữa một cái cách tiết kiệm, một cách tốt nhất để làm sao tiết kiệm được chi phí chăm sóc con của mình. Vì mình biết rằng có rất nhiều mẹ bỉm sữa chưa đủ điều kiện kinh tế để chăm sóc cho con những cái sản phẩm tuyệt vời. Ngày hôm nay thì mình sẽ đưa đến cho các bạn những cái bí quyết để tiết kiệm trong cái việc mua bỉm tã cho con nhé. Các bạn hãy cùng theo dõi với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo trong video ngày hôm nay. Và có bất kỳ câu hỏi nhận xét nào các bạn có thể để lại trong video ngày hôm nay cũng như là IP trực tiếp cho số Zalo bên trên của kênh Mẹ Bé Thủy Thảo để kênh mình có thể trả lời tư vấn cho các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ review về cái dòng sản phẩm bỉm vải Good Mama và quần mặc bỉm Good Mama. Đây là những cái sản phẩm mà khá nổi tiếng ở trên thị trường Việt Nam rồi. Và nó có thực sự tốt hay không và có nên sử dụng cho con và nó có đúng là sản phẩm tiết kiệm cho bé hay không, các bạn hãy cùng theo dõi với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo nhé. Và nhớ là hãy cho kênh một nốt like cũng như nốt đăng ký để kênh ngày càng phát triển hơn. Rồi cảm ơn các bạn. Thì trên tay mình đang cầm đây là bỉm cải vải Good Mama. Thì thương hiệu Good Mama thì là một cái thương hiệu khá nổi tiếng rồi. Và địa chỉ sản xuất thì cơ sở sản xuất thì ở tại Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa. Còn về văn phòng giao dịch thì là ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đấy là những cái địa chỉ về cái dòng sản phẩm này. Và những cái lợi ích thì các bạn hãy cùng theo dõi với mình. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Đối với cái dòng sản phẩm này thì ở bên trên nó sẽ có một cái tem này mình đang mở, đây là bỉm ban ngày. Một điểm lưu ý nữa thì bỉm Good Mama có bỉm ban ngày, bỉm ban đêm, rồi size nhỏ cho bé, size lớn cho bé. Và cái bỉm này thì được thiết kế rất nhiều màu ngộ nghĩnh cho bé, rất đẹp. Thực sự là khi mà nhìn vào thì mình rất thích mua những cái bỉm như thế này. Thế nhìn về màu sắc rồi thì mình rất ưa thích rồi, nhưng không biết cái tác dụng của nó như thế nào. Về màu sắc thì mình rất muốn mua cái này cho con rồi đấy. Về những cái tác dụng của nó nhá, thì ở bên trên, bên trong cái tờ giấy này sẽ hướng dẫn rất kỹ, các bạn hãy cùng theo dõi với mình này. Thì bỉm vải đầu tiên nó sẽ là một cái bỉm thấm hút nhanh chóng, vì trong thành phần thì có than hoạt tính này. Các sợi bỉm bên trong thì được làm bằng sợi than và nó rất an toàn cho bé. Tiếp theo cái ưu điểm nữa là nó chống hăm. Chống hăm cho bé thì đây, bên trong các bỉm thì đều sẽ được thiết kế một cái miếng lót như thế này. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Một miếng lót như thế này để khi bác bé tái vào, tè vào thì sẽ thấm hút một cách nhanh chóng. Nhưng mà thấm hút thì lại có bị tràn hay không thì các bạn hãy cùng xem với mình nhá. Thì đằng sau bỉm sẽ được thiết kế một cái dạng nylon như thế này, nhưng mà rất mềm mịn nhá. Thực sự mình sờ vào rất êm, rất mịn và chống tràn cho bé. Hai bên cánh đùi thì được thiết kế chống tràn như thế này. Bây giờ thì mình sẽ mặc thử vào cái mano canh này để cho các bạn thử xem là bỉm nó có thực sự tối ưu hay không. Nó sẽ là một cái giải pháp rất tiết kiệm cho các mẹ nữa. Đấy là một cái ưu điểm tuyệt vời. Tại sao mình lại nói tiết kiệm? Thì khi mà các bạn dùng bỉm giấy mỗi đêm thì ít nhất cũng phải mất từ 4 đến 6, 7 ngàn đối với việc bỉm giấy, và mỗi đêm mình sẽ vứt đi cái đấy. Nhưng đối với bỉm vải này thì một cái bỉm vải bỉm ngày và bỉm đêm thì chỉ giá tầm từ 140 đến 160 ngàn một cái bỉm ngày bỉm đêm. Và một cái thì chắc chắn rồi sẽ dùng được rất lâu, rất lâu, có thể dùng được tới 3 năm. Và cái thời gian giặt thì có thể giặt được 1.000 lần đấy. Nhưng mà phân tích ra thì mới thấy được là một cái sự tiết kiệm rất lớn đúng không? Thì bây giờ mình sẽ mặc vào cái này để cho các bạn xem những cái tác dụng của dòng sản phẩm bỉm vải này. Nó sẽ kín kín như thế nào và giúp cho bé chống tràn cũng như là êm ái cho bé dễ dàng. Đặc biệt là cái dòng sản phẩm này thì có than hoạt tính để chống hăm cho bé. Một cái giải pháp tiết kiệm mà lại còn chống hăm an toàn cho bé. Thì thực sự là bỉm giấy thì các bạn sẽ biết được, khi mà các bé tè vào thì tất cả các bông ở trong bỉm giấy nó sẽ chuyển sang một cái dạng vón. Thì khi mà chuyển sang dạng vón như vậy thì chắc chắn là trong thành phần sẽ có một cái chất hóa học gì đấy để giúp nó chuyển sang. Và như vậy thì sử dụng lâu dài, sử dụng quá nhiều thì cũng sẽ không tốt cho bé. Nhưng khi mẹ sử dụng bỉm vải này, nó sẽ thứ nhất là tiết kiệm, thứ hai là tốt cho bé,
chống được những cái căn bệnh về khi mà dùng phải những cái loại bỉm rẻ tiền, bỉm không không đạt chuẩn và các mẹ sử dụng thì con sẽ bị ham này, rồi thì những cái căn bệnh truyền nhiễm qua cái việc là sử dụng cái chất bỉm đấy nó ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Mình vừa mặc xong vào cho mannequin rồi, các bạn sẽ thấy nhá, thì hai bên cánh đùi này nó sẽ có một cái chống tràn như thế này để giữ khi bé teo thì nó sẽ không bị đổ ra ngoài. Ở hai bên cánh đùi như thế này, và bỉm thì được thiết kế các khuy bấm như thế này. Nếu mà bé nhỏ thì các bạn mẹ lại bấm lại, bấm thêm một cái lớp khuy đằng trên này lại để cho nó nhỏ lại, và kéo sát hai bên này lại như thế này, kéo sát lại để cho nó nhỏ. Nhưng với những bé lớn thì mẹ mặc như thế này rất vừa, và các bạn sẽ thấy là cái chất liệu của nó rất mềm này, rất thoải mái cho bé không bị cộm nhá. Và cái dòng sản phẩm bỉm này thì thực sự là tại shop mẹ bé Thủy Thảo bán cũng khá chạy, cũng như là shop cũng đã ship hàng đi online thì các mẹ phản hồi lại cũng rất tốt về cái chất lượng bỉm. Thì bỉm chất lượng, bỉm đúng chuẩn của Good Mama thì bên trên bỉm nó sẽ có một cái tem này, tem Good Mama, và trên khuy từng cái nốt khuy bấm sẽ có in Good Mama ở trên từng cái nốt khuy bấm này, nên các bạn đi mua bỉm nhớ phải lưu ý những cái thông tin như vậy để mua cho con. Và bên trong từ cái miếng lót cũng sẽ là một cái miếng lót rất mềm, rất mịn, rất mềm và mịn, và cái khuy bấm ở trong lót cũng sẽ có tem Good Mama, và chỗ nào cũng thấy tem của Good Mama đối với những hàng chính hãng, nhưng với hàng giả nó sẽ không có nhá. Nên các bạn đi mua nhớ để ý này, các bạn nhìn bên trong này, nhìn bên trong này nó rất kín và bao trọn lấy đùi của bé, bao trọn lấy đùi của bé như thế này, và nó rất mềm và thoải mái hơn bỉm giấy. Nhiều khi bỉm giấy còn bí bách, nhưng với bỉm vải này nó vừa tiết kiệm, nó lại vừa thoải mái cho bé mà mềm mại. Thì với màu sắc thì thực sự như mình đang đây, các bạn sẽ thấy đây là một cái màu và có hoa văn chú sư tử hay hươu cao cổ nhìn rất là vui mắt. Rồi với những bé gái thì có thể là màu hồng này, với bé trai thì có thể là màu xanh này, với nhà và ô tô này. Đấy, bỉm vải có rất nhiều kiểu. Đây, hình này là hình những chú gà, rồi những ngôi nhà, hình những chú bò sữa. Hình này là hình màu vàng của những cái này là chú chim. Cái này là của chú chim nhá. Thì đấy là những cái hình rất là nhiều hình. Đấy, thực sự là mình nhìn mình cũng mê với những cái hình ảnh này. Đây, màu hồng, có màu hồng cho các bé gái nữa. Và các bạn lại có thể thay thế bằng một cái quần bơi, nếu các bạn cho bé đi bơi ấy thì các bạn mặc cái quần này cho bé đi bơi cũng là một cái giải pháp rất hay, là một cái ý kiến rất hay trong cái việc mà sử dụng bỉm vải Good Mama này. Thì đây là đối với bỉm vải nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sang một cái cũng của Good Mama nữa, đó là quần bỏ bỉm. Thì quần bỏ bỉm thì nó cũng có màu sắc, thực sự cái hàng Good Mama mình rất yêu thích bởi vì màu sắc của nó rất đẹp, thì nhìn mình rất mê luôn. Mình cũng có một bé gái mà đây, nhìn một cái quần mặc bỉm với một cái màu hồng như thế này thì ai chẳng mê à, đúng không ạ? Và những bạn nào là tín đồ của bên Nhật Bản thì các bạn sẽ biết ở bên Nhật Bản chủ yếu họ mặc cho con là cái quần mặc bỉm như thế này và bỉm vải thôi, chứ họ không dùng bỉm giấy nhiều đâu. Bởi vì thực sự bỉm giấy thì nó có thể là tiện cho các mẹ không phải giặt, nhưng nó sẽ có rất nhiều những cái tác hại mà khi mà sử dụng bỉm giấy quá nhiều nhá. Thì đối với cái quần mặc bỉm như thế này thực sự là nhìn yêu quá. Nó có sẽ có một cái tem Good Mama này, cái hàng chuẩn này, hàng tem này, có những cái chú thích ở trên này, và bên trong các bạn mở ra bên trong, chất bên trong nó sẽ rất là mềm, và nó sẽ có một cái miếng ni lông, các bạn sẽ nghe có tiếng ni lông ở đây, nó sẽ có một cái lớp ni lông ở đây, thì để khi mà bé chúng ta mặc cho bé ngủ buổi ngày thì bé sẽ bị đái một hai lần thì được nhá. Nhưng đối với cái quần mặc bỉm này mẹ có thể cho bé mặc vào buổi đêm, nhưng phải kết hợp thêm một miếng tả giấy newborn, cái dạng newborn 1, newborn 2 dành cho các bé đấy, thì chắc hẳn là các mẹ mà dùng cho bé sơ sinh thì đều biết cái miếng đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể lót vào trong này để cho bé mặc quần mặc bỉm như thế này. Và thực sự là với những cái màu sắc như thế này thì đây, với bé trai thì các bạn sẽ chọn những cái màu khác hơn, và ở bên hàng Good Mama thì những màu sắc rất đẹp. Đây là chú hình cà rốt này, hình màu trắng này. Đấy, mình sẽ mặc thử vào cái mannequin này cho các bạn xem nha. Với những cái quần mặc bỉm như thế này được thiết kế rất là đẹp và cũng như là tiết kiệm cho mẹ, thì không cần phải là, với những nhà mà chưa có nhiều điều kiện thì không cần phải bỏ ra mỗi đêm hàng 30-40 ngàn, mỗi đêm hàng 30-40 ngàn, có tới là 50-60 ngàn. Với những bỉm đắt tiền thì có tới những 10 ngàn một cái cơ. Một đêm mà chúng ta bỏ đi như vậy thì rất tiếc, thực sự là chi phí bỏ ra cho việc mà mặc một đêm mà vứt đi thì rất là tiếc, đúng không? Và các bạn có thể thay thế bằng bỉm vải hoặc là quần mặc bỉm
bỉm như thế này, đây là quần mặc bỉm nhé. Thì các bạn sẽ thay thế mặc cái bỉm này thì với quần mặc bỉm chỉ mặc là bé tè được 1-2 lần thôi và mặc vào bố bé ngủ buổi trưa thôi. Nhưng đối với những bé nào mà ngủ buổi đêm thì các bạn kết hợp thêm một miếng dán bên trong nữa, tả dán newborn 1, newborn 2 của hàng Bobby đấy, hoặc là hàng Hershey hay những cái hàng mà tả dán cho bé thì thay thế vào một miếng nữa. Thì đấy là những cái giải pháp tiết kiệm. Vì các bạn biết không, những cái miếng dán mà newborn 1, newborn 2 thì một đêm các bạn tính ra chỉ mất cô tầm 1-2 ngàn một đêm thôi, thay vì mất hàng 4-5 ngàn. Ngày hôm nay thì mình làm cái video này để làm sao tiết kiệm nhất cho các mẹ bỉm sữa, và các bạn nhân lên thì sẽ thấy được rằng mỗi tháng các mẹ tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn, và cái số tiền đấy thì các bạn có thể chuyển sang việc là mua sữa hay là chăm sóc làm đẹp cho chính bản thân của các mẹ, đúng không? Thì đấy là những cái giải pháp để cho các mẹ chọn ra để biết được cách tiết kiệm, cũng như là trong gia đình mình có được thêm những cái khoản chi phí mà không cần phải bỏ những cái chi phí phí đi một ngày một đêm mất 4-5 nghìn. Thì đấy là cái giải pháp mà kênh Mẹ Bé Thì Thảo đã đưa đến, và mong là những cái thông tin này, những cái giải pháp này sẽ giúp cho các mẹ có thêm kiến thức chăm sóc con của mình, cũng như là tiết kiệm chi phí trong việc chăm sóc con của mình nhất nhé. Và có bất kỳ câu hỏi gì về sản phẩm hay cần tư vấn về sản phẩm, các bạn có thể để lại nhận xét trong YouTube trong video này, cũng như là kết bạn trực tiếp vào số Zalo bên trên để kênh Mẹ Bé Thì Thảo tư vấn và chăm sóc cho các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn trong những video sau.